Ông Minh Tuệ sinh năm 1981 ở Hà Tĩnh, trong một gia đình có 6 anh em. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tây Nguyên, ông nhập ngũ rồi sau đó làm công chức với vị trí là trưởng phòng địa chính huyện ở Gia Lai, Đắk Lắk. Trong thời gian làm việc, ông cũng tìm hiểu về kinh sách Phật Pháp. Tuy cuộc sống ban đầu khá thuận lợi, nhưng một ngày ông quyết định từ bỏ tất cả để tìm kiếm con đường tu hành. Tu tập tại một ngôi chùa ở Đắk Lắk, môi trường không phù hợp với tu hành của mình và đã phát nguyện theo đuổi phương pháp tu hành khất thực. Ông luôn khiêm hạ đáp lễ, không bao giờ xưng là thầy, luôn nói mình đang tập học. Ông đã giữ giới, sống thiểu dục, khiêm hạ, không nhận tiền, không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn, lấy việc tu thân, tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát. Lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thương, lời Phật nhàn ngâm ca. Danh là cơn nước lũ, tàn như sắc hoa, chờ tham nhiều người đã lao vào nhập ra. Thèm bạc tinh hoa, hãy thật lòng sám hối. Ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy. Con gì thuộc về ta? Dứt cơn mưa hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lặng lẽ mời vào giữ Phật đường, rời xa chốn phồn hoa trần gian là cõi dư bông phật. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hứa thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa.
ai thật lòng sám hối. Ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy. Có gì thuộc về ta? Mấy khi ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà nằm. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ lời tan như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bá vinh hoa, hãy thật lòng sám hối. Ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta? Mấy khi ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà nằm. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.